Hello, xin chào tất cả các bạn đến với channel của nhạc cụ Minh Phục. Mình tên là Uyên. Hôm nay là lần đầu tiên của mình làm clip review về đàn piano điện. Nếu mà có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm trên cây đàn Neuss WK400 chỉ với giá 11 triệu đồng thôi nha các bạn. Đang rất là hot trên thị trường hiện nay luôn á, và được phân phối độc quyền tại công ty nhạc cụ Minh Phục. Thì bây giờ mời các bạn cùng với Uyên nghe thử âm thanh của nó nè, coi nó có những cái tính năng gì đặc biệt, và liệu rằng trong cái phân khúc giá tiền như vậy á thì chúng ta có nên sở hữu nó hay không nha. Mình vừa test xong âm thanh của cây đàn này luôn, các bạn nghe sướng tai cực kỳ luôn á. Về thiết kế thì mình cảm thấy là rất là nhỏ gọn, sang trọng nữa. Thiết kế thì gồm có 88 phím đàn và 3 cái pedal ở dưới. Màu sắc á, thì đây là cái màu nâu gỗ, nhìn rất là bắt mắt luôn á. Về cây đàn á, ngoài ra thì nó còn có nhiều cái tính năng khác để giúp đỡ cho các bạn, nhất là những cái bạn mà vừa mới học về piano luôn. Thì bây giờ cùng với mình xem thử cái tính năng nó có gì đặc biệt nha. Thì như các bạn thấy thì đây là chế độ start nè, có 4 chế độ phím khác nhau luôn. Mà nhiều cây đàn khác trên cùng cái tầm giá mà Uyên đã từng chơi qua lại chưa có được luôn á. Còn transpose á là chỉnh tông, tăng giảm tông á. Còn đây là beat nè, giúp cho mình tập các loại nhịp khác nhau trên metronome. Còn slip void là chia âm thanh ra, mình chơi bên này là âm thanh khác và bên tay phải là âm thanh khác. Dual void á là mình có thể hòa các âm thanh lại với nhau á, trộn âm thanh lại với nhau. Percussion á là mình có thể chơi trên có nhiều loại nhạc cụ á, kiểu như là trống nè. Còn reverb và chorus á là hiệu ứng âm thanh. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tránh tiếng ồn hoặc là ảnh hưởng tới những người xung quanh á thì mình có thể cắm phone nè. Đây là cổng cắm phone, còn đây là pedal, mình cảm giác cắm ở đây. Còn đây là cổng in out, có thể liên kết được với những cái thiết bị điện tử giống như là điện thoại nè, hoặc là loa. Còn đây là cổng USB, mình có thể làm nhạc được trên máy tính luôn. Như vậy á, là mình đã giới thiệu sơ qua về cây đàn điện Neuss WK400 với giá là 11 triệu đồng cho các bạn xem. Nếu như các bạn mà muốn xem về clip hướng dẫn chi tiết hơn á, thì mình đã có để link ở bên dưới rồi.
Và các bạn hãy cho mình cái cảm nhận về cây đàn nút này như thế nào nha. Và hãy comment ở bên dưới giúp mình. Các bạn mà thấy clip của mình hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có thể có thêm cái động lực để mình làm nhiều clip hơn. À, với lại hứa hẹn với các bạn rằng luôn là mình sẽ cố gắng làm thật là nhiều clip review về những cái đàn điện giá thì rẻ nè và âm thanh hay để các bạn có nhiều sự lựa chọn cho mình hơn. À, cho mình xin 30 giây để quảng cáo nha. Nếu như các bạn muốn sở hữu cây đàn điện Nút SUBK400 này thì hãy liên hệ ngay vào số hotline và Facebook của mình để ở bên dưới của công ty nhạc cụ Minh Phục. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.